xin chào cô chú anh chị chúc cô chú anh chị được sức khỏe hôm nay ngày 23 mình lên số cặp C mini nhỏ nhỏ heo chú anh chị nè như cặp này ha này một cặp nha xăm núi nè này xăm núi mình làm lại nó có chút xíu ha này hàng hàng trái nhánh chiếc nghe mà nuôi cũng lâu ha cô chú anh chị ho này vô mà về rút chậu nhỏ hơn nữa là ok ha thì mình cứ cắt mâm mâm, mâm nó ra làm cũng bài bản hết rồi nè cô chú anh chị dầm xa nè ha Ồ, oh, thì về cắt rút cắt rút lại là, là, nó đẹp ha Ồ, oh, này mã số 1 nha với một cây uh, xăm hương sam hương này thì uh, kẽm cùng rồi là hết rồi ha chậu ba sen nhỏ ha nè, cặp nè cặp này mã số 1 ha Ồ, oh, 180k mã số 1 nha cô chú anh chị mình bán đây là không có bao tiền ship nha bán đây là không có bao tiền ship nè xăm núi này là chắc uh, trái nghe cô chú tại ghé uh, chiếc từ cây trái ra hen cặp số 1 ha rồi cặp số 2 một cây uh, xăm núi với một cây hải châu luôn uh, cô chú anh chị ơi nè Đó. cây xăm núi này thì về cắt rút lại ha thì để nhìn dạng như mấy anh em khéo tay đi mâm nó lại ha nè một nè, nè mấy anh em đi lợi hết hen cành phong đồ là bài bản luôn ha nè làm sao nè Ồ, này cũng về vô chậu nhỏ siêu là chơi ha nghe không chú anh chị nó mã số 2 với cây hải châu ha hải châu này thì tháo kẽm ra được rồi nó này nói chung nó cũng uh, nhỏ ha rải ăn ra ngoài hết rồi ha mấy cái này thì rải nó thần chậu hết rồi rải nó ăn ra ngoài lâu rồi ha chung nuôi lâu rồi ha chú anh chị hiện cặp này cũng 180 k ha mình bán đây là không có bao tiền ship nha không chú một trăm tám k ha xăm núi xăm núi với một cây hải châu ha Ồ. Rồi Mã số 2 nghe chú anh chị Xăm núi với hải châu Rồi mã số 3 nè Mã số 3 là cây sâm hương ha Thì chung mấy hàng này siêu nghe Nhỏ nhỏ xíu mà nghe chú Không phải lớn đâu nghe Thì nè hình dung ha Cầm lên nè rễ thì nó ăn ra ngoài hết rồi Khỏe cây lắm ha Ồ chứ một cây mai chứng thủy lá trung họ nhìn viên lắm nghe. nè nè thì nó có đường cong cũng lắc léo về cắt gút là heo chú anh chị đó cặp này một trăm năm mươi k ha một k xăm hương với cây mai chiến thủy ha đó về dạng mình chế biến mình muốn uh, văn nhân thì bẻ bẻ nó lại ha văn nhân thì nó dặn nó lại ha đi kẽm lại ha đó trời gì này cô chú anh chị về làm ha thì chậu này cũng 3 sen chậu nhỏ ha rễ thì ăn ra ngoài hết rồi mấy cái này thì mạnh hết rồi ha 150k mã số 3 ha mình bán là không có bao tiền ship nha cô chú đó 130k ha rồi tiểu cảnh nhỏ nhỏ này cô chú anh chị về lòng chậu mà nó ăn xuống đây luôn ha cái cây này thì mình chọt vô trong đây luôn nè chọt cái nhà luôn ha đó thì vô chậu này nói chung là nó hình rồi ha đó 130k luôn về làm tiểu cảnh ha này kia là rất là ok ha 130k ha Đó, mình bán đây là không có bao tiền ship ha cô chú anh chị 130k rồi cái này cũng vô cái nhà luôn Đó, thì nằm trong nằm trong cái chén này không có phát ít luôn nha cô chú anh chị Đó, cái này thì cái rải này thì mình chọt vô trong đây còn cái rễ trước thì nó bám vô ha. Ờ, thì cây cũng duyên về cứ mình nuôi mình cắt rút cắt rút riết là nó kín à. Này như cây này nuôi cắt rút riết kín này ha. Cái này là mã số 4 nha. Mã số 4 nha cô chú anh chị này mã số 4 nha. Đó, 130k ha, Cái mã số 4 nha. Rồi, mã số 5. Ờ, mã số 5 cũng 130k luôn nha cô chú anh chị. 130k luôn thì cái này không có khoét đít này cái này thì để như gì cô chú anh chị đắp riêu lên ha đắp riêu lên trang trí ha Ồ, đắp riêu lên trang trí là ok ha 130 k rồi có ông tiều phu nữa nè về cắt công kẽm này ra được rồi ha cô chú cắt ra được rồi ha thì ổng vác cái cây ha Đó. cũng ngộ ngộ ha cô chú anh chị về chỉ việc chăm thôi rải nó ăn ra ngoài luôn rồi cái này mình cho ổng vác cái cây ha đó. À, 130k luôn ha Mình bán không có bao tiền ship nghe cô chú Đó. À, thì về mình chế biến lại à, Còn ông ông lão đọc sách nè Ông này ông gì muốn biết nữa ha Mà chọt vô cái mình ông mà nè Đó. À, chọt vô trong lưng ông ha Thì về cô chú thì thay, thay cái chậu ha Chậu này chậu xi măng Mình ship gì luôn 120k thôi ha 120k thì nói chung nó mà nó cũng mạnh lắm mình về mình xử lý mình thay chậu ha còn không để chậu gì nem sơn lại ha này chậu xi măng ha 120k ha thì có gì mình ghi số điện thoại trên màn hình đó. kết bạn zalo mình chụp ảnh lên là, là mình uh, rõ hơn ha cô chú anh chị rồi cây sâm núi về có làm tiểu cảnh gì làm ha đó, thì cũng vô chậu đồ sẵn hết rồi về chỉ việc nuôi thôi 130k luôn ha xăm núi Mã số 8 ha. xăm núi mã số 8 <laughs> 130k rồi Linh Sam Hồng Khánh cái này thì xong kẽm cùng đồ hết về mấy chi cắt năm rồi ha với khéo đi đi kẽm lại là đẹp nữa ha đó, nó có chi uh, tử dưới như đây luôn nè mình tính cắt bỏ luôn mà thôi chờ lại cho anh em về chế biến rồi ha 120 k luôn ha linh sam hồng phấn nha trắng phớt hồng á trắng phớt hồng ha Đó, còn cái này là cái nha uh, nguyệt quế ha các anh em nào chơi thì đế rất đẹp luôn nha nè đều luôn nha cái này thì cũng uh, mình nhánh chiếc nhưng mà mình làm đế nó lại là nó đều lắm nha bốn mặt luôn nè đó, cô chú anh chị xem ha. Nguyệt Quế ha. Rồi, 120k luôn ha. Vô chậu sẵn sùng mình gì về nuôi thôi. Rải năng ra ngoài luôn. Về về cắt tròn 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 riết là nó có bông trắng ha, rất thơm Nguyệt Quế này đem vô nhà rất thơm ha cái bông á. Rồi cái clip tới đây thì cũng xong ha cô chú anh chị. Chào chào chú anh chị ha. Rồi mình nói cây mai ha. Nè. Cái Cây mai này thì còn không có chơi bông Tết ha. Nói chung không có suốt lá luôn. Nhưng mà quan trọng đây nè Cô chú anh chị có mua của con á là biết ha Nè Cát xây dựng với tro trấu không mà về mình um, Chế biến nó lại dễ lắm ha Mình khui ra Cát xây dựng này thì nó nó dễ rã lắm Bao mạnh lắm nha Mấy cái này thì trăm trăm ha Cát xây dựng nè Tính cắt nó vô cái chậu này nè không biết làm sao đó, Vô cái chậu nhỏ này ha tại vì uh, <laughs> nếu mà nằm chậu bự á, thì lúc đó ông bán cũng năm sáu trăm mà mà giờ cắt ra uh, cắt vô chậu chút xíu thì không biết bán được nhiêu ha mình nói cho vui vậy thôi vô uh, nói chừng uh, làm tết nó chừng đo ba chục bông là nhìn đẹp à nhỏ cây này bự nha cây này hoành cũng to này chú anh chị thấy ha củ đế nè thì con trọng đây mà trồng cát không à cát xây dựng mà mấy chú mà có mua á ha Ờ, thêm chú cười vậy ra là mình trồng nè à. ngon lắm không có gì không có sợ ha cắt xây dựng với cho trấu không à? à với cò kiếm được mấy cái rễ nè cái cây cô chú ơi nhưng mà nó nó bọng cắt ngang đây nè mình làm quái co đổ rồi ha mình chế biến lại Đó. Ờ, thì cái mai thì nói chung nó cũng khó chịu lắm mình làm nhiều khi nó cũng hao hụt nhiều ha nhưng mà kệ làm nếu mà làm được thành công thì có cây đẹp mấy con chú Ôi, như này cắt như mấy cái này là không có xài bông tết nha con chú không có xài bông tết nha mình mới làm thôi chứ còn mấy cây xài bông tết thì khoan cô chú khoan anh chị khoan sẽ đụng nó ha, khoan hay cắt cái này kia chỉ suốt bông bỏ thôi nè, như mấy cái bự này giờ suốt bông bỏ hết rồi, 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 rồi cứ để từ từ xử lý nó cắt sao ha đó giờ chứ nói chung nó mới bông xong mà mình chỉ suốt nhiều thôi mình chờ mình suốt mấy cái bông thôi ha chờ là đi từ từ mình làm đâu có gấp rồi cái clip tới đây cũng xin chào cô chú anh chị ha chúc cô chú anh chị sức khỏe Ô, cái nguyệt, cái nguyệt. cây máng thủy này lên bông luôn ha cũng đẹp